Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 14 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố công bố quận Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành vùng xanh đầu tiên tại Đà Nẵng với 4 trên 4 phường xanh. Đó là kết quả của những nỗ lực trong thực hiện phong trào thi đua, thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Là phường cuối cùng được công nhận phường xanh tiến tới xanh hóa toàn quận Ngũ Hành Sơn trên bản đồ COVID-19, phường Khuê Mỹ lấy thành quả đạt được làm bước đệm vững chắc với các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực giữ vững vùng xanh an toàn. Hiện địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, triển khai việc xét nghiệm SARS-CoV-2 để bóc tách loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị. Tuyên truyền người dân để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân làm và dân theo, ủng hộ cái chủ trương chung của thành phố trong cái công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì địa phương cũng tăng cường các cái chốt kiểm soát để mà đảm bảo cái thực hiện giãn cách, đảm bảo 5K, ai ở đâu thì ở đó. Để giữ vững vùng xanh, các địa phương trên địa bàn quận xác định kiểm soát chặt chẽ cả ngoài lẫn trong. Các lực lượng vẫn ngày đêm bám chốt, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường chính. Tại các khu dân cư, tất cả các cửa ngõ ra vào đều được khóa chặn, chỉ duy nhất lối vào được kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho người lạ vào khu vực. Công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng, tăng cường với hình thức người dân giám sát người dân. Thì anh em động cũng rất là cố gắng để kiểm soát những phương tiện người vào đây và bảo vệ những vùng xanh mình, thì anh em đang rất là tập trung và kiểm soát những cái lượng người để mình bảo vệ cái vùng xanh của mình. Người lạ ở các nơi vào khu dân cư là phải có xuất trình giấy tờ được cơ quan chức năng cấp thì phải cho ra vào khu dân cư, còn không cấp thì tuyệt đối là không cho vào khu dân cư. Bám sát phương châm rõ, nghiêm, chắc, nhanh. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường là một pháo đài. Linh hoạt triển khai phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Quận Ngũ Hành Sơn quyết tâm giữ vững màu xanh trên bản đồ COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.